Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Diễn viên Hoàng Anh bất ngờ cười khổ. Quỳnh Như lên tiếng sau khi diễn viên Hoàng Anh cười khổ, càng nói càng lòi ra bản chất. Câu chuyện ồn ào sau ly hôn giữa diễn viên Hoàng Anh và vợ cũ Quỳnh Như có lẽ vẫn chưa đi đến hồi kết, khi mới đây nam diễn viên vừa có những trải lòng về lý do ly hôn, đồng thời cho biết đối phương không hiểu mình dẫn đến sự đổ vỡ trong hôn nhân. Chưa dừng lại ở đó, anh còn nói rằng hiện tại bản thân đang trả hai cái giá đắt, đó là mất sự nghiệp và mất gia đình. Ngay sau khi Hoàng Anh kể khổ, Quỳnh Như liền có động thái đầy ẩn ý trên trang cá nhân. Theo đó, vợ cũ Hoài Anh đăng tải hình ảnh con gái kèm dòng trạng thái bày tỏ con mình dù thiếu tình thương của cha nhưng vẫn đang sống rất tốt. Chị tâm sự, mặc dù bé BBE sống với tình thương của ông ngoại và mẹ, nhưng chưa bao giờ mẹ phải để em thấy thiệt thòi và thiếu thốn điều gì cả. Cho dù mẹ có cực khổ đến đâu, miễn sao con gái được vui vẻ là mẹ thấy hạnh phúc lắm. Đáng chú ý, dưới bài đăng Quỳnh Như còn nói thêm, Như xin lỗi vì phải nói điều này, nếu muốn người ta không biết thì đừng làm, bây giờ cứ thích lên giải thích này nọ để lấy lòng thương. của người khác, nói thì đạo lý lắm nhưng hành động thì khác, nói càng nhiều thì càng sai, càng lòi ra bản chất thật con người của mình thôi, rồi lại chiêu trò để câu view, thời gian là câu trả lời hết tất cả. Như thì chỉ mong có sức khỏe, cố gắng đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho tương lai của bé IBE thật tốt. Ngoài ra, Quỳnh Như còn đính kèm một bài phỏng vấn trước đó của Hoàng Anh. Theo Như chia sẻ, Hoàng Anh muốn sang Mỹ vì không đủ sống với nghề diễn. Tuy nhiên, khi tâm sự trong thách sâu với siêu mẫu Xuân Lan, nam diễn viên khẳng định anh sang Mỹ vì muốn đoàn tụ với vợ con và làm tròn trách nhiệm của người đàn ông. Vợ cũ Hoàng Anh nhắn nhủ, đừng gieo tiếng ác cho người đã đưa mình sang Mỹ và phải nuôi con của mình. Chính vì thế, Quỳnh Như bức xúc, chỉ để đây và không cần nói nhiều. Bài phỏng vấn cách đây không lâu, cả nhà mình nói có mâu thuẫn với bài phỏng vấn vừa rồi của Xuân Lan phỏng vấn người này không? Như không cần phải đau to bố lớn gì nữa, mà chỉ để đây cho cả nhà mình hiểu hơn, chứ đừng gieo tiếng ác cho người mà đem mình qua đây và phải nuôi con của mình. Chưa dừng lại ở đó, vợ cũ Hoàng Anh còn có bài đăng mỉa mai trên trang cá nhân với nội dung vỏ quýt dày ắt có móng tay nhọn, về nên sống trên đời đừng mong lừa gạt ai quá lâu. Sống trên đời có luật nhân quả, gieo nhân nào ắt gặp quả nấy. Hiện tại, chia sẻ của Quỳnh Như thu hút sự quan tâm, bàn tán từ phía cư dân mạng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.